Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Biz 24 giờ để cùng nhau cập nhật những thông tin hấp dẫn có trong ngày của sao Hàn. Và ngày hôm nay có thông tin gì đáng chú ý và không thể bỏ qua thì chúng ta hãy cùng nhau theo dõi ngay bây giờ nhé. Trước khi Big Bang chính thức debut vào năm 2006, đã có rất nhiều thực tập sinh được nhắm làm thành viên của nhóm. Trong đó, có những người sau đó trở thành mảnh ghép của nhiều nhóm nhạc khác trong số những thành viên hụt của Big Bang. Và thành viên hụt của Big Bang chính là một phần của boy group đình đám Best của QB Entertainment. Bất kể là fan K-pop lâu năm hay là lính mới, không ai là không biết đến tên tuổi Big Bang. Họ được mệnh danh là ông hoàng K-pop và dù trải qua gần 14 năm hoạt động với vô số scandal, nhóm giữ được fandom khủng, có sức ảnh hưởng trong lòng công chúng trong nước và quốc tế. Thế nhưng không phải ai cũng biết là Big Bang suýt chút nữa đã ra mắt với đội hình 6 người chứ không phải là 5, hiện tại là 4 thành viên. Điều này được hé lộ từ năm 2006 trong bộ phim tài liệu về hành trình debut của nhóm. Và thành viên hụt của Big Bang không ai khác chính là Jang Hwi-seung, người sau này gia nhập boy group BTS của Super Entertainment. Hwi-seung đã cùng G-Dragon, Seungri, Top, Jaesung, Taeyang luyện tập trong nhiều năm. Tưởng chừng chắc suất trong Big Bang, nam idol bị loại ngay trước thềm debut. Trong chương trình The Big Bang Documentary, cựu chủ tịch Jang Hwi-seung cho biết Hwi-seung bị loại vì biểu cảm gương mặt chưa hoàn thiện. Không thể ra mắt cùng Big Bang, Hwi-seung chuyển sang thực tập tại Super Entertainment, chính thức trở thành một mảnh ghép của BTS vào năm 2009. Boy group này nhanh chóng nổi lên qua những bản hit như Shock, Fiction, On Rainy Days, trở thành một trong những tên tuổi hàng đầu K-pop Gen 2. Về phần Hwi-seung, tuy là thành viên hụt của Big Bang, nhưng anh và đồng đội một thời rất thân thiết, họ tiếp tục duy trì tình bạn và gặp mặt khi có dịp. Ngoài hoạt động cùng BTS, Hwi-seung còn góp mặt trong nhóm nhỏ Troublemaker cùng nữ hoàng gợi cảm Hwina. Cả hai là cặp idol nam nữ đầu tiên của K-pop cùng quảng bá chung, đã vậy gây sốt vì quá đẹp đôi và sexy. Việc Troublemaker diễn quá ăn ý trong các bản hit huyền thoại như Troublemaker, Now khiến nghi vấn cặp đôi phim giả tình thật từng ở Mỹ một thời. Từng nổi tiếng là vậy nhưng Hwi-seung lại vướng vào vô số thị phi. Anh từng bị chỉ trích vì tỏ ra tách biệt, thiếu hợp tác với các thành viên BTS. Có thái độ không đúng trên sân khấu, kết cục nam idol chính thức rời khỏi nhóm nhạc tháng 4 năm 2016. Sau đó Hwi-seung có viết thư xin lỗi vì hành động của mình không được công chúng chấp nhận. Sự nghiệp solo của anh sau đó lâm vào bế tắc. Nhóm nhỏ Troublemaker đình đám một thời cũng không còn ngày tái xuất. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của KBiz 24 giờ và đừng quên ấn đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ bất cứ một tin tức gì về sao Hàn đến từ KBiz 24 giờ các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.